Không có leo theo cốc sắt mổ thăng nữa, việc mổ thăng còn cái nghiệp dưới trần gian, mấy con hết cái nghiệp duyên ở cảnh trần gian rồi. Quy thân Phật đi, Phật Pháp Tăng Tam Bảo đi. Con xin lỗi, con nói dối gì với mẹ con nhiều lần quá. mẹ Biết con sao? mẹ con không có tin con đâu. Lần này là mình nói thật nha, là cuối nha. Con dám nói dối thầy, thầy chặt rớt đầu con sợ. Đúng rồi đó, biết sợ thầy đúng rồi đó. Nãy con về mà cụ dắt con trở lại. Nãy mà cụ không dắt con lại, con đi luôn rồi. Đi được không? Nãy con vuông tí nói rồi mà con sợ cha nắm con lại mà cụ dắt con trở lại. Bây giờ nói cái con tức mà cụ quá à. Thì bây giờ con trở lại, con có duyên lành con gặp thầy rồi thì thầy quy y cho con rồi đó. Con sợ chắc đâu. Không, ông thầy này ông thầy quy lắm. Con sợ quá à. Thầy nói vậy thì đừng con chặt đầu con nha. Con tức mà cụ nắm con trở lại. Con biết lại là chết mà. Không sao đâu. Đã thầy hứa với con là thầy cho con đi tu, là thầy cho đưa con đi tu để con hộ trời mà con. Mẹ con chạy không khỏi mà cứu mà. Mẹ cứu mà, không thương con. Con tức à, con chạy còn nắm lại nữa. Con sợ cha, nắm lại con run lên tao. ที่ก็เลยชิงขาหมอพิมพ์ก็พูที่ก็เลยชิงฟงลิงชิงขายที่ก็ชิงขึ้นหมอลิงจิงเงินกูจิงแม่เขารวยชิงขาโฟลิงชิงขอโฟชิงขอโฟลิงชิงขอโฟลิงชิงหมอเลยชิงขอโฟลิงชิงกงเย่ได้กงมีเฮาแม่เพื่อกับเต้าไทยที่ไทยจะหยุดจุดเด้อกระสักจะนำมันแผลเด่เนื้อแผลมันได้เย่รอละมังตัวหันที่นี่เนี่ยจะสิบโฟลิงชิงขาโฟลิงชิงขอ phụ lệnh chính cơ chứ cây đứa bé nhỏ nãy dẫn cây sạc chạy đi mấy chân nam không biết luôn á. Con dẫn trở lại đó. Sư phụ điện xin khổ phụ điện xin chứ mồ đây chứ mồ là xin thiệt thường không phải là cái này là cái như hầu của mấy bà thôi. Đúng cái như là cung đình về hầu mẹ phụ điện xin thiệt cái mồ xin xin khổ nói là nó không nhân nó chặt nó mang cái tội á nguy hiểm phụ điện xin thiệt sát mà lại tội trồng tội. Cái này là cái như mấy cái cung nữ hầu á ở trên như là học đang hầu. Cái con về đây nha, để con về đây để nhờ sư phụ cụ cái sạc để chiều lần bình để cái sạc bình phục như xưa như cụ để nó làm ăn tu hành. Cái sạc này cũng như nhiều cái dòng theo. Sư con dẫn cái sạc chạy về đây. Nhưng mà con dẫn chân nám về đây để cho thầy để chữa lành bệnh để nó làm ăn tu hành. Chứ thầy cũng nhờ thầy giúp cho cái gì mà để trong thân á. Cái phẹp cái gì để trong thân đừng cho cái binh trở lại á. Binh thì không trở đâu, mà như ăn thôi đừng có tư tưởng được hả? Trở là tư tưởng quan trọng rồi. Chí mô Phật, con cảm ơn thầy nhá. Rồi bây giờ thì con xả xác ra cho thầy chữa dạ. Lành bệnh xác con nhá. À, thôi ẩn vào trong đi ha, ra ngoài đi, lùi binh ra ngoài đi giờ để mà cho thầy giải cái sĩ Bạch Lâm giải cho. Như cái xác có bị gì thì thầy đem đàn binh đi hết. Để cho con chạy về giữ xác con. Mô, con vô nha. Cô giữ lại cốc xác nha. Mô. Để tay lên cái giò. Đây. Tay lửa. Để tay xuống xuống. Con sợ quá. Để tay xuống xuống. Để tay xuống xuống. Cha tới đâu cũng kêu con thầy quỷ con hết trơn à. Đi hành mẹ tới bây giờ biết bao nhiêu chưa? Chứ còn xin thầy đưa con đi tu đi con. Không đưa đi nữa. Thầy đừng có quỷ con. Đúng rồi. Nó nói đúng á. Phải đưa nó đi tu mới được. Đúng rồi. Con có lỗi với mẹ con. Dạ con sao? Xin thầy. Sao? Con tên gì? Con tên gì? Hai anh em con. Anh em con hả?
Thôi giờ mình ngã nay quy với thầy đi, quy với tổ tổ thầy ở trên tu nha, chứ không có chạy về tới luôn chứ lui vậy không được, rất là gặp thầy nhiều. Đừng có quỷ con là được rồi, con đi tu rồi. Con không hành mẹ nữa. Thầy hứa thầy độ cho con mà nhưng con thầy, liệu nếu con không vô thầy giết con sợ không, giờ thấy kiếm sợ sợ cho thầy chặt đầu con quá. Thầy tối ngày tôi cha tối ngày tính giết con không à? Con thu nha thầy, con thu nha, con không có làm khổ mày rồi đâu. Hứa với thầy nghe là quy phật tâm phát tâm tâm bảo nghe. Bây giờ chắp tay lại đi, chắp tay lại quy đi, nhắm mắt lại chắp tay lại quy đi ra ngoài. Quy cho con gọi nè. Rồi quy phật pháp tăng tam bảo rồi. Đọc theo đây. Nam mô ta bà giáo chủ. Nam mô ta bà giáo chủ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ. Nam mô ta bà giáo chủ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ. Nam mô ta bà giáo chủ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Quang Thượng Đẳng Đại Thần. Quang Thượng Đẳng Đại Thần. Chư Quang Cụ Thần. Chư Quang Cụ Thần. Chư vị Sơn Thần. Chư vị Sơn Thần. Chư vị Năm Non Bảy Núi. Chư vị Năm Non Bảy Núi. Cảm ứng chứng minh. Cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện. Nay con nguyện. Cải hối ăn năn. Cải hối ăn năn. Làm lành lánh dữ. Làm lành lánh dữ. Quy y theo các ngài. Quy theo các ngài. Tu hiền theo Phật đạo. Tu hiền theo Phật đạo. Đến ngày giải thoát. Đến ngày giải thoát. Đắc đạo trở lại cứu vớt chúng sanh. Chứ con tu luôn. Tu luôn ha. Mô, con có đứa em đó, ngồi bên em bên con nè. Rồi vậy là hai anh em quy theo tu theo Phật luôn nha. Sau này trở lại độ đắc đạo rồi trở lại độ của quyền các tổ ông bà mình ha. Không, con đi tu luôn rồi con. Đi tu luôn đi con ơi, là giả thoát này không làm cô hồn ngã quỷ nữa, nghe là thầy con. Mấy con á là tu hành tinh tấn á, mấy con cũng được là tịnh độ về, dễ cảnh nó an lạc lắm. Nghe không? Không có leo theo cốt sắc mổ thân nữa, vì mổ thân còn có nghiệp chướng trần gian, mấy con hết cái nghiệp duyên ở cảnh trần gian rồi. Quy theo Phật đi, Phật pháp tăng tam bảo đi. Con xin lỗi, con nói dối như với mẹ con nhiều lần quá. Mẹ biết con sao? Mẹ con không có tin con đâu. Lần này là mình nói thật nha. Nha. Con dám nói dối thầy, thầy chặt rớt đầu con sợ. Đúng rồi đó. Biết sợ thầy đúng rồi đó. Nãy con về bà cụ dắt con trở lại. Nãy bà cụ không dắt con lại, con đi luôn rồi. Đi được không? Nãy con vướng tí đói rồi mà con sợ cha nắm con lại, bà cụ dắt con trở lại. Bây giờ nói con tức bà cụ quá à. Thì bây giờ con trở lại, con có cái duyên lành con gặp thầy rồi thì thầy quy y cho con rồi đó. Con sợ chặt đầu. Không, ông thầy này ông tự quyến lắm. Con sợ quá à. Thầy nói vậy thì đừng có chặt đầu con nha. Con tức bà cụ quá, nắm con trở lại. Con biết lại là chết mà. Không sao đâu. Đã thầy hứa với con là thầy cho con đi tu, là thầy cho đưa con đi tu để con hộ trì mà con. Con chạy không khỏi mà cứu mà. Mẹ cứu mà, không thương con. Con tức chạy con nắm lại nữa. Con sợ cha nắm lại con gung lên tới tơ. Con đi theo Phật con tu mà sao đâu. Con sợ chết luôn rồi. Thôi thầy cũng đưa cho con tu không có gì đâu con à, con là những linh hồn vô tội mà nhớ, con nếu con về với mẹ nữa thì cha thầy chắc đầu con về nữa đâu. Thầy con hứa với thầy là con đừng có về về mà thầy gặp một lần nữa một cái nghe, là con muốn tỏ là muốn thật tới là thầy không có tha con đâu. Đó con biết mà cha với mẹ với bà cụ dẫn con đi mà. Mẹ nói ngồi mẹ với cha dẫn con đi bà cụ chạy không khỏi. Con nói rồi, con biết cha với mẹ với bà cụ dẫn con đi là con biết không có đường đi rồi. Thôi mấy con đi ra đi để mà cho thầy để nhắm mắt lại để mà cho thầy đưa con đi tu. Thầy đưa con ra cho. Con giết con chết là được rồi. Thầy không giết cho con đâu. Con có lỗi nhiều lắm, tội con lớn lắm, bây giờ con sám hối. Giờ con không hiếu đâu. Con là hiếu, ai hiếu nữa mà cha nói. Cha đi giết con mà cha nói gì nữa. Con biết cha không có thương con mà. Cha ghét con.
con hoài hả? Muốn biết đi tới đâu rồi giặt đầu con hết trơn. Nói con không nghe hả? Muốn đi thì đi, chạy đi kiếm thầy đừng giết con. Con không biết hả? Đừng nói con dữ. Hở rồi chặt đầu con. Thôi con đi tu theo thầy tu. Ừ, ngoan á con, ngoan là thầy từ bi, thầy đưa con đi có cái chỗ tu hành đâu đó mà sau này con đâu chặt đầu con hoài. Thôi giờ nghỉ chặt, giờ thầy không thứ thầy. Con 21 tuổi rồi đó cha thầy. Vậy hả? Con tin hiếu á. Thảo Hoàng bên con này cha không thấy hả? Không có là một đường một lần một hết trơn tất cả dân dân. Rồi con nhắm mắt lại con, mắt nó ra đi nghe, nghe là Phật nghe là môi Phật nhắm mắt lại. Con bệnh gì là thầy đem ra, Rồi thầy đưa, cho cái bệnh cho hết. Nè, với dòng hộp đi hết. Nhắm mắt lại. Nhìn Phật đi con. Nhìn Phật đi cho Phật tu nghe. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Phô lên mặt trăng mặt trăng không âm mặt trăng mặt trăng mặt trăng ôm mặt trăng 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 vô là mặt trăng mặt trăng lưu sinh mặt trăng mặt trăng mặt trăng không hay hay mặt trăng hằng âm bên sinh mặt trăng không mặt trăng không mặt trăng là mặt trăng không mặt trăng không hay hay mặt trăng không bùm 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 hay mặt trăng lưu hay mặt trăng mặt trăng lưu mặt hạt là mặt mặt trăng lưu khô mặt và tay mặt trăng lưu ông mặt hạt mặt trăng hay mặt hoặc là mặt trăng hằng âm bên sinh mặt trăng mặt trăng lưu mặt hạt lưu mặt trăng lưu âm bên sinh mặt hay vốn tay bên trăng mặt trăng lưu mặt trăng hạt lưu mặt hạt lưu mặt trăng lưu mặt hay Phật ơi sẽ mặc bà hồng chí với Nguyễn Thị Nguyệt mà tỉnh lặng Nguyễn Thị Nguyệt ngồi dậy ngô Phật ngồi dậy con hơi bị đau thế này không sao nhắm mắt lại các thầy dạy cho con Phật ơi sẽ mặc mặt chặt sẽ mặc mặt chặt mặt chặt mặt hàng mặt sẽ mặc hàng rồi mở mắt ra mô Phật hoặc là sẽ mặc mặt chặt mở mắt ra chưa ao làm chặt lên uống vô mạnh vô hoặc là sẽ mặc mặt chặt mạnh vô uống vô nhắm mắt lại hoặc là sẽ mặt chặt lên hơn sẽ mặt chặt lên sẽ mặt chặt lên hơn còn mặt chặt mặt chặt lên hơn còn tăng mặt chặt mặt chặt lên mặt chặt mặt chặt mặt chặt hoặc là sẽ mặt chặt hơn còn tăng mặt chặt sẽ mặt chặt hoặc là sẽ mặt chặt mặt chặt mặt chặt chấn chấn vàng cá đây à quạt 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 hả quạt cả mặt chặt mặt chặt hả quạt lại xem mặt chặt mặt chặt lên xem mặt chặt hả bắt lên xem mặt trong mặt ác lại xem mặt ha thôi xin cho thằng chư vị cho thiên đưa những cái linh hồn để tu dùm ôi giờ Phật nó cũng ngoan lắm nghe anh giờ Phật lại xem mặt ác lại xem mặt hả quạt lại xem mặt bắt lên xem mặt ơi lại xem mặt dạ Nam Mô Đà Phật dạ thưa sư huynh phần của cô này là như thế nào sư huynh cái phần này là cũng giống như là cô này cũng như là bị hai cái dòng nhi á hai ba dòng nhi á dạ
một thằng kia là cái dòng một thằng binh, có hai cái dòng nhi, dòng nam dòng nữ. Yeah. Nên vậy chứ cũng có một thằng kia mà biết là thằng nó chắc thằng binh quá, anh nhìn Phật á. Yeah. Nên từ đó mức độ là ba, tổng quát là ba cái dòng. Cái thằng binh đó là phải của ông xã của trắng vô cho đúng cổ. Đúng rồi, không có trắng, không giống như nó vô da hoài, ông trắng rồi nó nhảy vô vậy. Dạ. Yeah. Mình nhìn là thấy vậy. Cổ nó hay đau đau hoài đó chứ. Cô về cũng ấy vô là từ từ cho nó sổ cho nó hết trơn. Yeah. Khỏe không có gì cả, cái âm khí thôi chứ không có cái hồn thì đưa ra rồi nha, đừng có tư tưởng gì cả hết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Rồi như vậy đi con. Mô Phật. Rồi A Di Đà Phật, Mô Phật. Rồi các xin phải chị ta là cái bà mẹ của thiếu niên nữ của cái xã xin con khá mốt xin lại xin khổ vì xin cười chị phú xin lại xin khổ phụ lệnh xin khó phò là xin khả phổ. Nhưng mà con bệnh mà chị không được mới nhờ đến thầy anh như là Phật chứ cả cái sự phụ lệnh chúng ta phụ lệnh khả mẫu xin cảm ơn thầy chịu có lấy phụ lệnh sự Phật hả thầy lệ xin phà hạ lệ sự Phật sư phụ em xin khó phổ phổ hộ khi mẹ bắt tay không cứu con được cứ nhờ thầy cụ chứ lại phụ luôn xin khả mẫu mẫu xin khổ Phật lý sư Phật anh như là Phật không biết kiếp này làm sao mà trả được cái nợ mà thầy đi giúp cho có sạc bộ xin phụ lệnh xin phụ mỹ xin cái này phụ lệnh xin khó phụ lệnh xin phụ mẫu nên tình ảnh mẫu khoái khai xin phụ lệnh xin phụ xin khổ chừng ả Phật lý sư Phật hả? Sư phụ lý sư Phật. Rồi, Phật lý sư Phật hả? Dạ sư huynh, cái phần cuối này là cái phần độ của cổ về, cảm ơn sư huynh hay sao sư huynh? A Di Đà Phật. Dạ. Nhờ qua cái phần độ, nhờ qua mình đó, cảm ơn. Dạ, Phật. Thành ra để nghe ra nói tiếng giống như là tiếng thiên hay sao sư huynh ha? Tiếng là tiếng ở trên. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, cảm ơn sư huynh và chúc sư huynh nhiều sức khỏe nha. Tiếng Phạn trên. Dạ, thôi bây giờ mời sư huynh xuống bếp dùng cơm chứ bây giờ cũng đuối hả sư huynh ha? Nam Mô Đà Phật. Mô Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Vâng, về đây Tướng Dũng và sư huynh Bình Long thân ái mến chào tất cả vị. Và xin hẹn gặp lại vị vào những video tiếp theo nha. Nam Mô A Di Đà Phật.